thời gian vừa qua thì nhiều người việt trẻ đã có những cách làm mới sáng tạo để giới thiệu và tôn vinh hình ảnh việt nam bước ra thế giới với tấm hộ chiếu văn hóa mang theo những giá trị truyền thống quê hương đất nước lại chính là điều làm nên thành công và bản sắc riêng cho mỗi người việt trẻ chính nhờ những hoạt động này mà đã có thêm hàng triệu khán giả quốc tế thêm hiểu và thêm yêu văn hóa cũng như con người việt nam hay với idol nam người Việt Nam đầu tiên hoạt động chuyên nghiệp tại thị trường K-pop, Hanbin Ngô Ngọc Hưng thường xuyên thể hiện tình yêu và tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tới khán giả quốc tế. Mình muốn làm thế nào để quảng bá, làm thế nào để cho mọi người ăn cái món ngon nhất của Việt Nam để mình có thể khoe được với Việt Nam là, uh đất nước Việt Nam của mình đẹp như này. Vâng có thể thấy là điều làm nên thành công cho việc quảng bá Việt Nam của các bạn trẻ ngoài tài năng còn là niềm tự hào và tình yêu đối với giá trị người Việt trong chính bản thân họ. Chắc chắn những nỗ lực quảng bá văn hóa Việt Nam không ngừng của thế hệ trẻ Việt sẽ tiếp tục đưa những giá trị văn hóa và tinh thần của Việt Nam ra xa hơn, tiếp cận được nhiều hơn với bạn bè quốc tế.